Định chơi cameraman nữa. Quét quả đấy sạt chân kìa. Phút rưỡi đấy. Quay cũng kinh thì tàn nước ấy. Cao thủ đầu đu đủ. Ra ngoài, ra xích ngoài. Ra ngoài. Anh này mới tập được năm mấy mà phải làm út mấy. Bơi á. Đừng có lém xích ngang. Lém ngang là nó đi. Rồi. Thế thôi đi, tránh thoải mái. Lé dịch ra nó mất lực. Đấy, nó phải ra hết tay nó mới sướng. Xoáy à? Anh lại xoáy, đúng không? Rồi, thoải mái đi. Bắt đầu. Không có. Không có à? Có cần đẩy không? Đẩy à? Đẩy nhá. Chờ tí nhá. Rồi. Vào đấy. Không có à? Đẩy phải đẩy luôn từ đầu. Rồi, bắt đầu. Cái bay lắc hết tầm đi. Xong lại phải chơi luôn từ quả ra phát là được luôn, nhanh luôn. Đây là xích thủ Trương Văn Trung. Đây là cuộc thi đấu lúc chiều tà chủ nhật ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023 tại sân vận động công viên Yên Sở, sân xích đu vòng Traveling Ring Yên Sở. 40 giây, nhanh đấy. Thi mà cứ 3 lần 40 giây thế là xong đấy. Trời. Nhà bán đậu xong lại mai kinh doanh cả mắm tôm nữa. Quá. Quá đẹp luôn. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi xôi. Úi xôi. Úi xôi. Ây da, tú tí ơi. Úi xôi. Rồi, bắt đầu. Mặt tươi lên. Gà thì không được, gà thì không được ăn ra. Nhưng cái chó ấy thì những cái ví dụ như là các cái mối nhân duyên liên quan mình nhìn thấy xả là phải vứt đi. Không ăn sẽ không, đừng mua xả.
húng chó không chắc là đừng có nó hay gợi. Thế đi lần hai bắt đầu là mới bay kinh này đúng không? Căng tay là mình căng. Thế lần đầu thì cần đu nhẹ thôi. Nó gan nó không đào thải được mà. Cái gan chính là cái cơ chế đào thải. Nó độc nó vào hết gan. Anh cứ thử khỏe mạnh, không phải lo mà. Gan nó khỏe thì gan nó khỏe thì mạnh ạ. Nghỉ bia rượu. Cho gan nó khỏe thì ông ăn đi cũng được. Nhưng giai đoạn mình ra chữa bệnh thì chuyện này có tốt nhất. Chữa bệnh thì thôi ông phải kiêng là bia. Mấy hôm nữa bắt đầu gió mưa đông bắc là cái móng tay nó lột hết ra mà. Nên là cái da lướt lướt. Hai tháng trước bảo ngón tay bỏ quyết đấy. Nó bảo cái con tay nó bảo nó bị hay cả nước, anh ăn bảo mà nó cứ như này thôi, bôi không phải cả nước ra đây cái ăn đấy, nó đang thải độc ra các cái chỗ đấy. Nhìn thấy cái đầu nho vào cam mà 2 phút rồi đấy. Lúc nãy đi 1 phút rưỡi rồi đi 2 phút. Wow. Hít sâu à, hít thở sâu à. Anh, ông bảo anh là cái trí tưởng tượng của anh còn hơn cả tác giả của nhà văn. Em nói em thở nhẹ nhẹ nhưng mà lên qua cái cách kể chuyện của anh nó cường điệu lên nó gấp 1000 lần. Có gì có ai thở thở bằng mũi. Cuồng phong xích. Mặt tươi lên, nhà bán đậu rồi bán cả mắm tôm à? Cười thêm. Ơi. Uống đậu mắm tôm. Việt lại thèm. Việt lại thèm nước nước ngọt đấy. Rất đẹp. Wow. Quá là cấp luôn. Gần 4 phút rồi đấy. 4 phút rồi. Làm 40 phút thì được ảnh. 4 phút rồi. Nó hạ cánh ở giữa nhá, không ra lốp nhá. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Nhân bảo chứ thật bảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý khách xem kênh thấy hay, nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ cho Đồ Gỗ Nguyễn Thủy Tiến Thịnh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you for watching.